Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý vị một cái dòng sản phẩm. Trên tay tôi và trước mặt tôi thì quý vị cũng thấy là có rất là nhiều loại chân sofa, nhiều kiểu. Chúng tôi chuẩn bị giới thiệu một cái máy gọi là máy CNC. Và đây quý vị thấy trên hệ thống CNC thì nhà máy cũng đã tích hợp những cái ray trượt thanh trượt nhập khẩu với những cái thương hiệu nổi tiếng, cho nên là cái chất lượng và cái ổn định thì nó khá cao. Và những cái mẫu này thì chúng tôi mới làm ra của cái sản phẩm của cái máy này. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 3 mẫu sản phẩm khác nhau. Và tôi sẽ mời một anh kỹ sư Thượng Nguyên để thao tác máy. Mời bạn thao tác máy. Cái bước trước tiên thì chúng ta thường định vị cái dao, biết được rằng đó là cái vị trí nó nằm ở khu vực nào. Và chúng ta bắt đầu chúng ta xem coi khi mà chúng ta thao tác như vậy thì chúng ta sẽ mất thời gian bao lâu để mà chúng ta tiện ra. Sẽ tiết kiệm trong cái thời gian quá trình làm nguội rất là tối đa. Phải so dao trước khi chúng ta thao tác, giống như là cái vị trí dao đó họ sẽ bắt đầu thao tác từ hướng trái qua phải hoặc hướng phải qua trái hoặc trục X trục Y trục Z, thì những cái đó thì chúng ta sẽ thao tác trên cái bàn phím của chúng ta để chúng ta di chuyển cho cái dao nó sẽ được định vị cái vị trí. Bắt đầu quý vị ha, bắt đầu.
Mới chỉ có trong vòng chốc lát thôi mà chúng ta đã xong thao tác hai sản phẩm rồi. Sản phẩm ra rất là đẹp ha, rất là đẹp. Như là 10 sản phẩm thì chúng ta sẽ ra đúng 10 cái sản phẩm. Nhìn rất là đẹp. Và nay chúng tôi sẽ thay thêm một cái cỡ nữa. Chúng tôi có rất là nhiều mẫu để và để cho quý vị xem. Để cho cái chống tâm, để mình biết là cái vị trí của dao sẽ làm việc từ trái qua phải hoặc là ngược lại, tùy theo cái mà thường thường máy tiện thì chúng ta xếp dao theo cái vị trí là từ bên phải qua trái. Riêng những máy khác thì chúng tôi không biết, nhưng mà riêng máy này thì như vậy. Đó là xong thao tác ba cái sản phẩm mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn bạn, cảm ơn rất nhiều. Ba sản phẩm rất là đẹp. Từ cái sản phẩm này chúng ta cần chỉnh qua sản phẩm khác. Chúng ta chỉ cần mất một cái thời gian khoảng chừng 6 đến 8 phút là tối đa. Rất là nhiều sản phẩm. Tôi thay mặt ban giám đốc công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên gửi lời cảm ơn quý vị cũng như những khách hàng gần xa và đã xuyên suốt ủng hộ Thượng Nguyên trong suốt hơn 20 năm qua. Và đồng thời thì bản thân tôi cũng thay mặt ban giám đốc Thượng Nguyên gửi lời cảm ơn toàn thể anh chị em đã thực hiện cái chương trình này, một cái ekip từ bộ phận IT cho tới bộ phận kỹ thuật và cho tới một cái bộ phận thiết kế và chế tạo vận hành máy. Các bạn đã rất là đồng hành và các bạn rất là hào